Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 191 Anh Anh, người dùng tên bắn nàng là hạng người gì? Dương tĩnh Nguyên thông minh đổi chủ đề. Quý anh anh không để ý tới hắn, nghe hắn nhắc tới việc này, nàng cũng biết đây không phải lúc đùa giỡn, hồi tưởng lại. Có 6 người cưới ngựa, Họ mặc hắc y và che mặt. Ban đầu họ không định giết ta, chỉ bảo ta theo họ. Sau đó, khi ta kêu cứu và có người đến, một trong số họ mới dùng tên bắn ta. Có hai nhóm người tấn công xe ngựa. Như lời quý thị, triệu gia muốn hại quý anh anh, có lẽ tối nay hắn sẽ thăm dò được gì đó. Dương Tịnh Nguyên không muốn bị quý anh anh hỏi nhiều, hơn nữa nàng cũng cần nghỉ ngơi. Hắn quyết tâm, dịu dàng nói ta sẽ gọi nha đầu vào hầu hạ nàng, ta có một manh mối, nếu bỏ qua đêm nay sẽ khó hỏi thăm tin tức. Trước bình minh, ta nhất định trở lại, bồi nàng xem long phượng đèn cầy đốt đến hừng đông. Được không? Vậy trước bình minh ngươi nhất định phải trở lại. Quý anh anh nghe Dương Tĩnh Uyên nói muốn trở về, không giận gì nữa, nhìn tinh thần cũng tốt lên vài phần. Quý anh anh không muốn để hắn đi, còn kiên quyết giữ một người ở lại Dương gia. Dương Tĩnh Uyên thở dài, hôn lên chán nàng. Chuyện này nếu không tra rõ ràng, nàng ở chỗ sáng, bọn họ ở chỗ tối, ta không yên tâm. Quý anh anh có tinh thần, nhưng không dễ dàng buông tha hắn. Nàng chậm rãi nói. Ngươi quan tâm ta như vậy, vì sao lại nói nếu ta chết đi ngươi cũng sẽ không quay đầu lại. Câu nào là thật? Vòng vo một hồi, nàng vẫn không buông tha. Dương Tĩnh Uyên suýt bị nàng làm tức chết. Quý anh anh, nàng cố ý đúng không? Ánh mắt nàng mở to, trên mặt tràn ngập vẻ vô tội, như thật sự không biết. Ngón tay nàng khẽ động, ôm lấy tay hắn, một bộ dáng nếu ngươi không nói, ta sẽ không buông tay. Dương Tĩnh Uyên liếc mắt, cứng nhắc nói: "Ta muốn giận điên lên, ai bảo nàng ngốc như vậy, không biết rõ mà còn lén chạy đến tìm ta. Ta đau lòng muốn chết, được chưa? Vậy ngươi còn dùng đá đánh chân ta? Hại ta suýt nữa bị chết, ta bị giọn đến tim đập mạnh." tất nhiên phải dạy nàng một bài học. Có ta ở đây, nàng không thể chết được. Quý anh anh cười khanh khách, vừa lòng thỏa mãn, buông tay ra, đuổi hắn đi mau. Đi thôi, đi sớm về sớm, đừng làm trở ngại ta nghỉ ngơi. Gọi nha đầu vào hầu hạ đi. Dương tĩnh uyên hừ một tiếng. Đừng vội đắc ý, chờ ta chịu tang đầy. Hừ hừ. Quý anh anh lại lộ vẻ tò mò, như muốn hỏi ngươi muốn làm gì. Dương tĩnh uyên mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, quý anh anh lập tức cười ra tiếng, cười một hồi, miệng vết thương đau lại, nàng ai ra ồn ào kêu lên. Nàng thật là... Biết rõ bị nàng trêu chọc, Dương Tĩnh uyên giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ vào quý anh anh, xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi chính phòng, Dương Tĩnh Nguyên vô tình nhìn thoáng qua bờ bên kia bạch lộ đường. Ở lương đỉnh bên hồ có một chiếc đèn lồng sáng lên. Ánh sáng mờ ảo, thấy hai bóng người. Hắn đứng trên hành lang, nhìn xa xăm, lòng cảm thấy chua xót. Màu tím nhạt bưng thuốc đến, nhìn thấy hắn liền nói. Tam lang quân, nghe lang nhi nói ngài bảo ta. Tam nãi nãi tỉnh, đúng lúc để uống thuốc. Đêm nay ta có việc phải ra ngoài một chuyến, người hãy hầu hạ tốt. Đêm nay gió nổi, đừng để bị lạnh, đi thôi. Dương tĩnh uyên bước nhanh xuống hành lang, hướng viện mà đi ra ngoài. Tam lang quân đang dặn dò mình đóng kỹ cửa sổ, đừng để gió thổi tam nãi nãi. Màu tím nhạt quay đầu nhìn về phía hồ bên kia, nhìn ánh sáng trong tròi nghỉ mát, mặt mày hớn hở đứng lên. Tam lang quân thật ra rất quan tâm phu nhân. Một niềm vui sướng trào dâng trong lòng, nàng cười bước vào phòng. Dương tĩnh uyên lập tức rời khỏi giạp, hắn mượn ngựa từ thư tiên sinh và giữ nó trong một gian giạp. Tuyết phong thấy hắn, hưng phấn kêu lên hắn ôm lấy nó, thấp giọng nói. Tuyết Phong, có nhớ ta không? Lang Quân, đêm nay ngài cưới Tuyết Phong đi. Nó nhớ ngài lắm, ta mỗi ngày đều cho nó ăn đậu đen và bánh nếp, còn trải lông cho nó. Quay đầu, thấy dầu vừng mắt đang trông mong nhìn mình. Dương Tĩnh Uyên vỗ vỗ mặt Tuyết Phong, nói. Đổi ngựa màu sẫm, Tuyết Phong quá gây sự chú ý. Thư tiên sinh đã để ngựa trước trong phủ tốt lắm. Đây là muốn dẫn hắn đi cùng. Dầu vừng vui mừng kêu lên, kéo ngựa của mình, rồi kéo thêm con ngựa đen đến. Chủ tớ hơi người lên ngựa rời dương ra, vượt qua lỗ thủng trên tường thành, đi tới Tam Đạo Yển. Ở chỗ triệu lão thái gia, đèn vẫn còn sáng, nhiều ngũ nương và triệu tu duyên ngồi đối diện lão thái gia. Hộ vệ triệu gia giả trang thành giặc cỏ tấn công xe ngựa của dương gia, nhưng phát hiện trong xe không có ai, đành bỏ cuộc. Nghe nói Dương Tĩnh Nguyên đột ngột xuất hiện ở Quý Gia, dẫn Quý Anh Anh cưỡi ngựa rời đi. Triệu Lão Thái Gia quyết định nhanh chóng, nhường Triệu Tu Duyên đi mời như ngũ nương đến. Phụ thân cho ta những người làm đều là hảo thủ hàng đầu. Một mũi tên bắn trúng Quý Anh Anh, không thể nào sống sót. Nhiều ngũ nương bình tĩnh nói. Triệu Tu Duyên lạnh lùng nói. Quý Phú Từ trong thành trở về gấp để báo tin cho Quý Gia. Nói rằng chỉ bắn trúng vai, quý anh anh không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ngũ nương chế diễu. Nàng không chết, lang quân phải vui mới đúng. Thiếp đã cố gắng hỗ trợ, lang quân còn oán giận thiếp và người làm bất lực, là đạo lý gì? Tốt lắm, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Nhị lang tức phủ, nhà ngươi có ai bại lộ hành tung chưa? Thạch tòng quân từ châu phủ nha môn phát văn thư, truy bắt cướp sát hại ông chủ trà Phô. Nhân cơ hội này còn nhờ quan binh vào triệu gia, vênh vang đắc ý uy hiếp một phen. Triệu lão thái gia cần xác nhận chuyện này. Nhiều ngũ nương cúi đầu nói. Hồi bẩm tổ phụ, những người này đều ở điền trang hồi môn gần triệu gia của ta. Bình thường họ được huấn luyện nghiêm ngặt, khi chiến tranh có thể ra trận giết địch, tuyệt đối không lộ sơ hở. Hơn nữa, lúc đó Dương Tĩnh Uyên không có mặt, chỉ có quý anh anh một mình. Nàng không nhìn thấy gì cả. Triệu lão thái gia gật đầu nói nếu người của ngươi mạnh hơn hồ vệ triệu gia, tổ phụ có một việc muốn mượn họ. Không biết nhị lang tức phụ có đồng ý không? Họ chỉ nghe theo lệnh của tôn tức, có chuyện gì thỉnh tổ phụ nói thẳng, tôn tức sẽ bảo họ đi làm. Triệu lão thái gia trầm ngâm nói. Dương gia chủ dương tính sơn bị tiết độ sứ đại nhân đánh nằm trên giường dưỡng bệnh. Năm nay dương gia đi tang sơn thờ cúng tầm hoa nương nương, nếu không phải là nhị lang quân dương tĩnh nham, thì chính là cháu ruột dương rừng ngọc. Dương gia đại phòng gặp chuyện không may, nhị phòng và tam phòng tất nhiên sẽ tranh đoạt vị trí gia chủ. Ngươi hiểu ý tổ phụ không? Muốn mượn đao của Ngưu gia để giết người Dương gia, từ đó ràng buộc Ngưu gia và Triệu gia cũng không nhìn phân lượng của mình. Nhưng nếu Dương gia nhị lang tử hoặc trưởng tôn tử chết, Dương gia đại phòng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Dương Tĩnh Uyên sẽ thành chó nhà có tang. Nhiều mũ nương gật đầu nhẹ tôn tức cần biết hành trình của người dương gia. Được, sắc trời đã không còn sớm, các người trở về đi. Hai vợ chồng rời khỏi chỗ triệu lão thái gia. Ra khỏi sân nhỏ, hai người im lặng đi theo hành lang. Đi qua khúc quanh, trong vườn bốn bể vắng lặng, triệu tu duyên bất ngờ nắm lấy cánh tay như ngũ nương, dùng sức kéo nàng đến khúc quanh của hành lang. Hắn dùng lực đẩy, khiến Nghiêu Ngũ Nương lảo đảo đụng phải cột. Ngọc Duyên kinh hô, tiến lên đỡ nàng. Ngươi làm gì vậy? Triệu Tu Duyên dùng một tay kéo Ngọc Duyên ra, tiến đến gần Như Ngũ Nương, thấp giọng quát. Ngươi đã hứa với ta, chỉ là bắt nàng đi, tại sao ngươi lại hạ lệnh bắn chết nàng? Lưng nhiều Ngũ Nương đụng vào cột đau, nàng từ từ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn hắn nói. Ai ngờ quý anh anh còn có thể như con khỉ leo cây. Dương Tĩnh Uyên lại quay trở lại trà phô, ngươi muốn ta không giam giữ nàng, để Dương Tĩnh Uyên phải quỳ xin ta? nếu đã không thể bắt sống, tất nhiên phải giết nàng, để nàng không giúp dương gia. Hai người đối mặt như hai con gà trọi rất lâu, triệu tu duyên cắn răng nói. Ngươi nên mừng vì nàng còn sống. Nói xong phải tay áo bỏ đi. Nương tử, vừa rồi có đau không? Ngọc Duyên đỡ nghiêu ngũ nương, căng thẳng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nghiêu ngũ nương nắm chặt tay Ngọc Duyên, nói. Không có gì, không sao cả. Ta thề nhất định phải giết quý anh anh trước mặt triệu tu duyên. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn nàng chết. Một mũi tên bắn mạnh vào cột bên cạnh nàng, lực rất lớn, tên rung lên bẩn bật. Ai? Ngọc Duyên rút nhanh từ trong tay áo ra một thanh dao găm dài hơn thước, chắn trước người như ngũ nương. Chương 192 Hành lang gấp khúc dựa vào tường, một bên trồng một đám lớn cây cà độc dược. Những đóa hoa trắng như chiếc loa lớn nở rộ, trông như đầu của mỹ nhân đang cúi xuống. Dương Tĩnh Nguyên từ trên cao bước xuống, kéo khăn quàng cổ che mặt. Chiếc đèn lồng mà Ngọc Duyên đặt trên mặt đất phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu lên khuôn mặt tối tăm khó hiểu của Dương Tĩnh Nguyên. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục võ sĩ màu xám ngắn, không còn giống công tử cẩm y trước kia, mà trông giống như một giang hồ du hiệp vất vả. Nhìn rõ mặt và trang phục của hắn, như ngũ nương che miệng cười khúc khích. Dương Tam Lang, Dương Đại Phu Nhân đuổi ngươi ra khỏi Dương Gia, ngươi liền trở nên chán nản đến mức này sao? Ngươi nên may mắn vì nàng còn sống. Dương Tĩnh Nguyên nói, lời giống hệt triệu tu duyên. Nhiều ngũ nương ngừng cười, khóe mắt híp lại, nhìn chằm chằm. Giết nàng thì sao? Dương Tĩnh Nguyên đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một nửa mũi tên lấy từ người quý anh anh. Ngươi đoán xem nửa mũi tên này sẽ cắm vào cổ họng ai? Ha ha! ta không sợ, nếu nàng đã chết thật, người cứ việc tới giết ta. Khuôn mặt khiêu khích và kiêu ngạo của nàng khiến Dương Tĩnh Uyên tức giận, hắn nhảy lên hành lang gấp khúc. Khi Ngọc Duyên định xông tới, như ngũ nương đưa cánh tay chắn trước mặt nàng. Đừng để ai đến gần. Ngọc Duyên chỉ vào Dương Tĩnh Uyên. Ngươi dám tổn thương chủ nhân của ta, ta sẽ băm nát quý nhị nương. Nàng bước nhanh đến khúc quanh của hành lang gấp khúc, Nhìn qua thấy gió bắt đầu thổi tới. Nhìn bước chân của nàng, Dương Tĩnh Uyên có chút kinh ngạc. Người học võ ở Thanh Thành, Ngọc Duyên bái sư ở Nga Mi. Ta không phải là thất nương, nhưng trời sinh sức mạnh lớn. Cha ta gửi Ngọc Duyên đến Nga Mi học võ để bảo vệ ta. Nhiều ngũ nương nói nhạt nhẽo. Dương Tĩnh Uyên, đừng tưởng rằng ngươi giỏi võ. Ta sẽ gọi triệu gia bắt ngươi. Chỉ cần để Ngọc Duyên giữ chân ngươi là đủ. Ngươi thích chơi trò mèo vờn chuột. Nếu để triệu gia bắt ta, trò chơi này sẽ không còn vui nữa. Đúng không? Dương tĩnh Uyên mỉa mai nhìn nàng. Đương nhiên, bắt ngươi thì làm gì? Để triệu gia lặng lẽ giết ngươi. Báo quan rằng đã bắt được tên trộm. Với tâm tư của triệu lão thái gia, chắc chắn sẽ cho ngươi đưa về dương gia. Cho dương gia một cái tát để xả giận. Nhưng đó không phải là điều nàng muốn. Ngươi nghe được những gì ngươi muốn nghe biết rõ chủ mưu là ta và Triệu Tu Duyên, người còn không đi? Nghiêu Ngũ Nương đưa mặt lại gần, "Muốn giết ta, đến đây đi." Đồng tử của nàng lóe lên một loại ánh sáng như mèo, thở hồn hiền làm mạng che mặt mỏng như cánh ve rung nhẹ. "Nghiêu Ngũ Nương, người hận ta đến khi nào? Có phải ngươi nghĩ rằng mỗi người từ chối cưới ngươi đều phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục? Ngươi không phải bị phá hủy mặt, ngươi có bệnh ở đây." Dương Tĩnh Uyên chỉ vào đầu mình nói không có ai khác, chỉ có ngươi. Nghiêu ngũ nương giọng run rẩy. Ta không bước ra khỏi nhà, chỉ coi trọng ngươi. Nhà ngươi từ chối, ngươi để toàn bộ ích châu phủ cười nhạo ta. Ta, con gái của phủ đô đốc, phải gả cho một con trai kế của thương hộ, còn bị từ chối. Dương tĩnh uyên, ta gả cho triệu tu duyên, một kẻ âm hiểm. Ngươi dựa vào đâu để cưới người ngươi yêu và sống hạnh phúc? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không giết ta sớm muộn ta sẽ giết quý anh anh, để ngươi đau đớn và hối hận suốt đời. Ngươi là kẻ điên, ngươi muốn chọc giận ta giết ngươi. Không, ta sẽ trở thành tội phạm giết người vì loại nữ nhân như ngươi. Ta còn muốn sống hạnh phúc với anh anh cả đời. Dương tính uyên đột nhiên đưa tay giật mạng che mặt của nhiều ngũ nương. À! Nhiều ngũ nương hét lên, vô thức dùng tay che mặt. Xấu như vậy, ngay cả triệu tu duyên, kẻ âm hiểm, tham luyến quyền thế nghiêu gia, cũng không đối xử tốt với ngươi. Chật chật, nghiêu ngũ nương, ngươi sống khổ sở như vậy, muốn chết như vậy, phía sau cửa triệu ra là hoán hoa khê. Sông lớn không có đê, ngươi cứ nhảy đi. Nghiêu ngũ nương che mặt bằng tay áo và hét lên. Dương Tĩnh Uyên, ngươi thật sự độc ác. Khuôn mặt tuấn tú của Dương Tĩnh Uyên nở một nụ cười thoải mái. Vừa tới đây đã nghe đôi cẩu nam nữ cắn nhau, ta không muốn bẩn tay mình, vốn đang nghẹn một ngụm khí. Giờ thì tốt rồi, anh anh trúng một mũi tên, người đau, thương ngươi, sẽ làm ngươi đau gấp 10 lần. Ngươi thích chơi mèo vờn chuột đúng không? Trước giờ ta không phản ứng ngươi, giờ thì sao, Ngưu Ngũ Nương, ta sẽ chơi cùng ngươi đến cùng. Hắn ném nửa mũi tên về phía Ngưu Ngũ Nương, lạnh lùng nói: "Ngươi nên may mắn vì Ngưu Thất Nương là em ruột của ngươi, nàng muốn gả cho anh trai tốt nhất của ta." Nói với Triệu Tu Duyên, nếu hắn lại có ý đồ với anh anh ta sẽ phá hủy mặt hắn và chặt chân ngươi. Có lẽ hai người sẽ đồng bệnh tương liên, do đó mà sinh tình. Dương tĩnh uyên cười ha ha, nhẹ nhàng nhảy vào bụi hoa, thoát cái biến mất. Nhiều ngũ nương nắm chặt nửa mũi tên, đắc ý nhìn theo hướng hắn biến mất, lầm bầm. Dương tĩnh uyên, ngươi tới đã muộn, ngươi không nghe triệu lão thái gia nói sao. Năm nay trong lễ thờ cúng tầm hoa nương nương, đại phòng dương gia lại có người phải chết. Ngươi không giết ta, người sẽ hối hận. Ngọc Duyên đã tới, giọng nói. Nương tử, Dương Tĩnh Uyên biết rõ, nhất định sẽ có đề phòng. Không, Ngọc Duyên, ta cảm thấy cuộc sống lại có ý vị. Trước đây ta bám lấy hắn, giờ hắn muốn chơi với ta. Thật tốt. Nhiều ngũ nương cười khanh khách. Cuộc sống của nàng đã không còn ý nghĩa. Nàng không nghĩ ra điều gì có thể làm mình vui vẻ. Không thể vui vẻ, vậy thì đau khổ đi. Dù đau đớn, ít nhất vẫn còn cảm giác. Còn nhớ ngày Tết lúc đến triệu gia gặp Nam Chiếu Bạch Vương không? Nô tỳ còn nhớ, khi nhìn chằm chằm quý nhị nương, hắn từng đến quý gia vào nửa đêm. Hắn dường như cũng rất thích quý nhị nương. Nhiều ngũ nương cười. Đội thương gia của triệu gia đi Nam Chiếu không phải sắp xuất phát sao? Tìm người trà trộn vào. Trở lại dương gia đã qua giờ tí, quý anh anh đã ngủ. Dương tĩnh uyên nhẹ nhàng đi vào, thiền tử vội đứng dậy hắn đưa món tay lên không để nàng làm kinh động quý anh anh. Ngồi bên cạnh nàng, Dương Tĩnh Nguyên rơi vào trầm tư. Triệu Tu Duyên và Nghiêu Ngũ Nương, một kẻ muốn bắt nàng để phá hỏng Dương Gia Đan năm nay đấu gấm. Một kẻ vì trả thù mình mà muốn giết nàng, ngay cả khi mang nàng rời khỏi ích châu phủ, hắn ở trong quân cũng không yên tâm về nàng, để nàng ở Dương Gia là lựa chọn tốt nhất. Với tâm tư của Nghiêu Ngũ Nương, nàng sẽ không phái ngọc duyên võ nghệ cao cường ẩn vào dương gia để giết quý anh anh chỉ cần nàng không rời khỏi dương gia triệu tu duyên cũng không có cách nào nến đỏ trên án kỷ không tiếng động cháy lên dương tĩnh uyên đứng dậy rời đi tiến đến bạch lộ đường đây là lần đầu tiên hắn lén vào phòng ngủ của dương thạch thị trên giường lão phụ nhân tóc hoa dâm xóa ra nằm ngoài chăn trên tay đeo một chiếc vòng vàng Dương Tĩnh Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Chiếc vòng vàng này hắn tặng Dương Thạch Thị vào sinh nhật năm 50. Nàng đeo đã lâu, ánh sáng đã mờ dần. Có khi sống quá lâu ở một nơi, người ta quên mất mục đích ban đầu. Như hắn và Dương Thạch Thị, 18 năm chung sống, hắn biết rõ trong lòng nàng vẫn cố kỵ hắn là con của Di Nương. Nhưng có đôi khi, có lẽ ngay cả nàng cũng quên điều đó có lẽ sự phẫn nộ đối với di nương đột nhiên trỗi dậy còn không bằng những cảm giác đau lòng do đá xanh gạch vỡ dương tĩnh uyên lặng lẽ nhìn dương thạch thị lão phụ nhân này đã cho hắn rất nhiều ký ức đẹp ai đó lão phụ nhân ngủ nông khiến dương thạch thị giật mình vì nhà có điều khác thường nàng mở mắt dương tĩnh uyên đứng trước giường khiến tim nàng run rẩy dương thạch thị chậm rãi ngồi dậy ngươi đến để báo thù cho di nương ngươi sao trên giá áo có đai lưng Muốn xiết cổ ta cứ việc Ta đi ba ấy đông sông đảo nhập ngũ Trong quân được nghỉ 10 ngày Sau trăm ngày của cha Ta phải trở về Vì anh anh mà dương gia đạt được thắng lợi Xin ngài bảo vệ nàng Người muốn giết nàng là triệu gia Dương tĩnh uyên không hỏi gì Về việc liễu di nương tự sát đêm đó Xoay người rời đi Ta cưới nàng vào cửa Chính là vì dương gia đấu gấm Người không cần lo lắng Dương Tĩnh Uyên không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài. Dương Thạch thị đấm vào ngực mình, nước mắt rơi đầy mặt. Tam Lang, ngươi nhất định phải để mẫu thân ngươi quỳ xuống nhận lỗi mới chịu quay đầu lại sao? Sự kiêu ngạo khiến nàng như vậy, nhưng trong lòng nàng, dù sao cũng muốn có được đứa con trai này. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 193. Dương Tam Lang, đó là màu xanh, không phải màu lục cũng không phải màu lam quý anh anh nằm trên ghế mây nhìn dương tĩnh uyên loay hoay với thuốc nhuộm mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu vào minh nguyệt cư bên phải có ba gian phòng chống được dỡ vách ngăn theo ý ký anh anh sắp xếp thành một phòng nhuộm nhỏ có tiền thật tuyệt các màu thuốc nhuộm rực rỡ được sắp xếp gọn gàng trong bình lưu ly nhìn vào là biết ngay dương tĩnh uyên ngoài việc thăm dương tĩnh sơn hầu như không bước ra khỏi cổng minh nguyệt cư hắn mặc áo đạo bào bằng cát, tóc buộc đơn giản thành một búi đạo, cắm một cây châm ngọc chạm khắc hình rồng, trông thật giản dị và thanh thoát. Xanh, không phải lam cũng không phải lục, thì là màu gì? Hắn cầm một bao lam bùn quay đầu hỏi quý anh anh. Nói đến thuốc nhuộm, mặt quý anh anh sáng lên tự tin. Màu lục mang chút lam, màu lam mang chút lục, đó là xanh. Xanh lấy từ lam mà lại khác lam, bao lam bùn trong tay ngươi chính là từ đó mà ra màu xanh như bầu trời trong xanh lại giống xanh phỉ thúy không như hai màu đen trắng rõ ràng đen là đen trắng là trắng giống như lòng người đôi khi lời nói và suy nghĩ không đồng nhất hành động cũng không luôn phản ánh đúng tâm tư hào a à, ngươi mắng ta giả dối dương tĩnh uyên cầm bình lưu ly trống đặt lam bùn vào trong hắn phủi tay bước về phía quý anh anh đừng chọc giận ta cũng đừng làm ta cười vết thương vẫn còn đau quý anh anh không hề sợ hãi cười tươi nhìn hắn ngồi xổm trước mặt hắn ngước nhìn nàng dường như thật sự nghiên cứu sắc mặt nàng da trắng má hồng như hoa đào môi hồng phấn mi xanh tím anh anh đại có phải là màu đen không quý anh anh nghiêm túc giải thích đại không phải là màu đen đại là độ đậm nhạt khác nhau sắc thái cũng khác đậm thì gần như đen, nhạt thì như xanh. Dương Tĩnh Uyên cười nói. Mặt như phù dung, lông mày như liễu. Nói không phải hình dáng mi, mà là sắc mi. Tam lang nhà ta thật thông minh. Dương Tĩnh Uyên nắm tay nàng. Dạy ta làm đại phấn. Ta đi, người sẽ dùng nó vẽ mi. Vẽ một lần sẽ nhớ tới ta. Người ta nói thời gian trôi nhanh khi vui vẻ, không nhận ra thời gian đã qua. Quý anh anh hiểu tâm ý hắn, vui vẻ gật đầu. Được, đập nát đá niết, nghiền thành phấn, rồi dùng mảnh lụa lọc nhiều lần. Phấn mịn được thổi nhẹ bay lên, đựng trong hộp gỗ xinh xắn, khi dùng chỉ cần pha với nước, có thể vẽ mi. Sau lễ cúng trăm ngày của Dương đại lão ra, Dương Tĩnh Uyên cầm bút lông cừu nhỏ, nghiêm túc vẽ lông mày cho quý anh anh. Ta luôn thông minh, học gì cũng nhanh, thêm vào tập võ, cổ tay ổn định, đảm bảo mi mỏng tự nhiên, mày liễu như lá vẽ xong mi dương tĩnh nguyên đặt bút xuống ngẩng đầu ngắm nhìn rồi bế quý anh anh lên nhìn ngươi mềm mại thế này trên chiến trường ai trúng một mũi tên nhẹ như vậy cũng vui vẻ rõ ràng là ngươi không cho ta ngủ còn bắt ta đi lại biết rõ hắn muốn đi quý anh anh cọ vào ngực hắn nhỏ giọng nói ngươi thật không đi từ biệt phu nhân sao ngươi gặp đại ca và nhị ca sao lại không gặp phu nhân nàng đã lớn tuổi chẳng lẽ còn phải chạy tới gặp ngươi? Hắn đã thấy rồi, hắn sợ nhìn thấy Dương Thạch Thị nhiều lần sẽ không kiềm lòng mà yêu thương nàng. Dì nương mới qua trăm ngày, hắn không thể làm được. Đặt quý anh anh lên giường, Dương Tĩnh Nguyên Lục tìm dưới gối, lấy ra chiếc dao cắt thuốc nhuộm đưa cho nàng. Không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa, mang theo cái này, có việc thì gọi dầu vừng hoặc quý phúc đến ba lần tìm ta. Giả bộ ta sẽ trở lại ta đã nói với đại ca và nhị ca, nếu quý gia có việc, họ sẽ hỗ trợ. Tam lang, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi làm gì trong quân. Dương tịnh Nguyên chưa bao giờ nói, hắn không trả lời, nhéo nhéo má nàng. Sau này ngươi sẽ biết. Sau này khi hắn nổi danh, sẽ cho nàng biết. Tương Nhi, Lăng Nhi. Quý anh anh gọi hai người vào, giúp hắn đổi xiêm y. Những thứ này không phải ta tự làm, nha đầu của ta làm, cũng coi như là ta làm. Hai nha đầu ngạc nhiên nhìn quý anh anh. Quý anh anh giả vờ giận, khó hiểu nói. Các ngươi là người của ta, làm chút thiêu thùa công lao thuộc về ta thì có sao? Nô tỳ không dám. Hai người cười ha ha, cúi đầu. Giờ đã muộn, ta đi đây. Dương Tịnh Nguyên nói, sách bao đồ, chừng hai nha đầu một cái, rồi bước đi. Người vừa đi, nụ cười trên mặt quý anh anh biến mất nàng vô tình nói múc nước đến mọi người đi rồi tôi son điểm phấn cho ai xem đây khi khăn được vắt khô mang tới quý anh anh không giặt mặt lấy gương ra ta chưa thấy tam lang vẽ mi như thế nào nương tử tốt hơn đừng xem tường nhi khó xử khuyên hắn lần đầu vẽ mi cho ta ta phải nhớ rõ nó như thế nào trước sự kiên trì của quý anh anh hai tỷ nữ mang gương tới một mi dày một mi mỏng một cao một thấp trông như hai con sông vậy mà hắn còn khen mình luyện võ cổ tay vững như đá có thể vẽ mi như liễu tự nhiên dương tam lang đứng trên hành lang dương tĩnh uyên cười ha ha quý anh anh người nhuộm bùn của ta ta cuối cùng cũng báo thù chia tay quá khó chỉ có thể để nàng có nhiều kỷ niệm thời gian mới có thể trôi qua nhanh hơn hắn căng chân chạy như bay bỏ lại minh nguyệt cư xa sau lưng Thời gian trôi qua nhanh, vết thương của quý anh anh cuối cùng cũng lành, sau vai còn lại một vết sẹo màu hồng phấn. Hầu hết thời gian nàng ở trong tiểu phường nhuộm, điều chế các loại thuốc nhuộm, thi nghiệm một số loại tơ. Dương Tĩnh Sơn nghĩ ra cách nhuộm mới gọi là thu nhiễm trọng lâm. Muốn dùng màu sắc rực rỡ nhất nhuộm ra cảnh rừng tầng lớp. Năm nay Xuân Tầm đã đến chưa? Quý anh anh luôn nhớ, để làm đàn đấu gấm nhất định phải dùng tơ mới. Tơ sống chưa qua xử lý, thường thì phường nhuộm chỉ dùng tơ đã qua xử lý. Nhưng nàng đột nhiên có ý tưởng mới, nhuộm tơ chưa qua xử lý, liệu màu sắc có thay đổi không? Nghĩ đến đây, nàng buông tay, đi tới bạch lộ đường tìm Dương Thạch Thị. Thấy quý anh anh đến, Dương Thạch Thị cười nói. Đang nói về ngươi đây, ngươi đến rồi. Thấy hai vị huynh trưởng và tẩu tử đều ở đây, quý anh anh hành lễ, rồi ngồi xuống ghế dưới. Nghỉ ngơi gần hai tháng, Dương Tĩnh Sơn vẫn không thể đứng dậy, ngồi trên ghế mây nhờ người nâng lên. Hắn vừa thấy quý anh anh liền hớn hở. Đệ muội không biết, hàng năm vào mùa xuân thu hoạch kén, Dương gia đều tổ chức lễ cúng tầm hoa nương nương. Năm nay nhị đệ sẽ chủ trì, tất cả các phu nhân Dương gia đều phải tự lên núi hái tầm. Mẫu thân lớn tuổi, nhà không có ai, đại tẩu ngươi không thể đi, nhị tẩu ngươi sẽ đi. Mẫu thân lo ngươi ở nhà buồn bực, muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng nhị tẩu không? Lên núi không phải chỉ để đi dạo, mà là để hái những kén tằm lớn nhất, dày nhất và đầy đặn nhất. Mắt Quý anh anh sáng lên. Ta đang muốn bàn với đại ca, xem có thể yêu cầu phường nhuộm trong nhà nhuộm một ít kén sống. Nhuộm xong rồi mới kéo tơ. Dương Tĩnh Sơn hứng thú. Từ trước đến nay đều là kéo tơ rồi nhuộm, đây là lý do gì? Quý anh anh ngượng ngùng nói. Ta muốn xem thử nhuộm như vậy có thể tạo ra màu sắc mới hay không. Bạch Lộ đường rộng rãi quý anh anh ngồi dưới tay vợ chồng dương nhị lang hướng về phía dương tĩnh sơn đối diện mà nói chuyện có chút mệt dương tĩnh sơn thấy vậy phân phó mẫu thân các ngươi bàn việc thờ cúng trước đưa ta qua đó ta và tam đệ muội nói về việc nhuộm kén sống dương đại nãi nãi nhìn chồng chăm chú nhìn quý anh anh lòng không thoải mái nàng không nhịn được lên tiếng ngăn lại lang quân thân thể chưa khỏe đừng để mệt Chi bằng để Tam đệ muội cùng Nhị đệ muội cùng đi tang sơn, phường nhuộm và tơ phường đều có. Đợi Tam đệ muội chọn kén, nhuộm xong mang về cho Lang Quân xem. Chưa nhuộm thì Tam đệ muội cũng không biết kết quả thế nào. Đúng vậy, đại ca cũng đừng nhọc sức, nhuộm xong xem tình hình rồi tính. Quý anh anh vốn không định tự đi chọn kén, nhưng nghe đại nãi nãi nói vậy, mọi việc đã được quyết định. Mùng 8 tháng 5 nàng cùng vợ chồng Dương Nhị Lang đi Long Tuyền dịch Tang Sơn Điền Trang để cúng tằm hoa nương nương. Chương 194. Xuân tẩm nhanh nhất vào trung tuần tháng tư có thể xuống núi. Đồi Tang Sơn rộng lớn của Dương gia ở Long Tuyền dịch phân chia đỉnh núi, nhiệt độ so với đồng bằng hơi thấp, Tằm của Dương gia năm nay mới xuống núi vào tháng 5. Ngày 8 tháng 5, Dương Thạch Thị rất cẩn thận Điều động 200 hộ vệ hộ tống vợ chồng Dương Nhị Lang cùng Quý Anh Anh đoàn xe lớn lái ra khỏi ngõ dương ra, dương nhị lão ra đứng trên chỗ cao nhất trong viện nhà mình, nhìn đoàn xe rời đi, vuốt tròm dâu mỉm cười. Dương Đại Lang bị bệnh, Dương Nhị Lang lại bị thương, Dương Thạch Thị, ta xem ngươi phòng thủ 13 tuổi trong suốt như ngọc còn có thể nắm giữ vị trí gia chủ không tha. Tứ Lang, ngươi đi đi đi. Dương Tứ Lang đáp, xoay người đi xuống lầu, hắn âm thầm nói, "Quý anh anh, ai bảo ngươi phải rời khỏi đại trạch của Dương gia?" nhớ tới eo thon của quý anh anh, trong lòng hắn dấy lên dục vọng. Lần này làm thương dương nhị lang, phá hủy sự trong sạch của quý anh anh. Không chỉ đả kích đại phòng, cướp đoạt quyền kiểm soát dương gia cẩm nghiệp. Còn có thể khiến dương tĩnh nguyên đau đớn đến không muốn sống. Một mũi tên trúng hai đích. Thờ cúng tầm hoa nương nương là thời khắc quan trọng nhất trong năm thu hoạch kén tầm, người ngoài căn bản không được phép vào trang trại. Dương gia có nhiều hộ vệ, chính là điền trang của nhà mình triệu tu duyên lại có thể nhìn nhưng không thể chạy đến điền trang của dương gia sau khi quý anh anh kết hôn chưa ngày lại mặt liên tục không ra khỏi phủ lúc này ngồi trong xe ngựa cảm thấy hô hấp không khí đều mang theo mùi hương thơm ngon nàng để lại quý mama và thiền tử trông coi minh nguyệt cư mang theo hai nha đầu khó chịu đi cùng ba người lặng lẽ chen chúc tại cửa sổ nhấc một góc màn xe nhỏ giọng bàn luận về phong cảnh bên ngoài ra khỏi thành hướng đông thành đô đồng bằng với đồng cỏ phì nhiêu đầy những cánh đồng lúa xanh mơn mơn hai bên đường trồng những cây dâu và cây hòe cao lớn hoa hòe trắng như tuyết nở rộ từng chùm quý anh anh nhớ lại lời dương rừng ngọc nói rằng dương tĩnh uyên đã dạy hắn leo cây hái hoa hòe nàng không kìm được thèm ăn nói điền trang có làm bánh hoa hòe không còn có bánh quả du rau dại nắm với gạo nếp, trên núi có giá xuân, trời non trứng xảo hương tử. Lăng Nhi và Tương Nhi hứng thú bàn luận. Nhị Tẩu nói muốn ở Điền Trang hai đêm, ngày mai sau khi thờ cúng xong, chúng ta đổi áo hồ phục lên núi hái như thế nào? Quý anh anh lại hoạt bát lên tiếng. Tốt, chúng ta đều mang theo hồ phục, quay lại ta sẽ bảo dầu vừng đi sắp xếp. Lăng Nhi cười hì hì nói. Qua tháp tử sơn, đi thêm chút nữa, đoàn xe dừng lại dưới chân núi để ăn trưa sau khi ăn xong liền tiếp tục lên đường núi long tuyền sơn trên đường được gọi là phân nóc nhà sơn nó là ranh giới của hai hệ thống lũ lụt sông dân giang và đà giang phía bên trái sườn núi là đồng bằng rộng lớn của thành đô qua khỏi đỉnh núi địa hình từ đồng bằng dần chuyển sang đồi núi gồ ghề phân nóc nhà sơn không cao địa hình hẹp dài có nhiều hồ nước chân núi là trạm dịch long tuyền thuộc quản lý của phủ Ích Châu. Trạm dịch phát triển thành một trấn phồn thịnh. Điền trang của Dương gia nằm ở chân núi phân nóc nhà. Vì gần với Tang Sơn, ở đây cũng có xưởng tơ và xưởng nhuộm. Qua khỏi ngọn núi phía trước sẽ vào khu Long Tuyển dịch. Điền trang của Dương gia còn cách trạm dịch khoảng 10 dặm nữa. Dầu Vừng cưỡi ngựa đến cạnh xe ngựa, tỉ mỉ giới thiệu cho quý anh anh. Đường núi hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua đoàn xe bị kéo dài ra bánh xe nhìn qua đường núi gập gành đá lắc lư rất mạnh quý anh anh thực sự không muốn tiếp tục đi nàng nhấc màn xe nhìn ra ngoài thấy một khe rãnh sâu chừng một hai trường đường núi khó đi nàng chỉ đành chịu đựng khi đi qua một khúc cong đoàn xe dừng lại nghe nói phía trước có một chỗ lún nhỏ đang được dọn dẹp một lát nữa không đi được quý anh anh đeo mũ che mặt cùng hai nha đầu xuống xe hóng mát Dương nhị nãi nãi cũng đeo mụ che, được thị tỷ đỡ xuống. Hai chị em dâu đứng bên đường thưởng thức phong cảnh, Dương tĩnh nham cưỡi ngựa phía trước dọn đường. Với nhiều người, không lâu sau đã dọn sạch đường, đoàn xe tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chỉ đi một nén hương thời gian, lại xuất hiện tình huống sạt lở đất đá ở bên sườn núi, đoàn xe phải dừng lại lần nữa. Cả buổi chiều, dù chỉ có khoảng 10 dặm đường núi, đoàn xe phải dừng lại 4, Năm lần. Khi mặt trời lặn sau núi, ánh sáng dần tối, đoàn xe vẫn chưa qua được đồi núi. Tiếng chim mệt mỏi trở về rừng làm quý anh anh lo sợ. Nàng nói với dầu vừng. Ngươi đi hỏi nhị lang quân, tại sao ta cảm thấy con đường này rất kỳ lạ? Dương tĩnh nham trong lòng đã lo lắng. Hai ngày nay không nghe nói vùng núi có mưa lớn, làm sao có nhiều chỗ lún trên đường như vậy. Thấy số lượng hộ vệ dương ra đông đúc, hắn yên tâm phần nào phân phó một đội người đi trước dò đường, dọn đường, tăng tốc hành trình. Ở một chỗ xuống núi trong khe núi, có khoảng 20 người bịt mặt đang ẩn nấp. Một thám tử nhanh chóng chạy tới. Thủ lĩnh, hành trình của Dương Gia bị cản trở, khoảng trời tối mới đến, nhưng họ có quá nhiều người. Khoảng 200 hộ vệ. Hộ vệ nhờ thì sao, nhắm vào Dương Tĩnh Nham, đừng bận tâm người khác. Thủ lĩnh nhìn cây nỏ trong tay, giữ tợn nói chúng ta có nỏ sợ gì lúc này dưới chân núi đột nhiên xuất hiện một đám người đang lên núi có vài trăm người chuyện gì xảy ra thủ lĩnh giật mình hỏi một thám tử khác từ hướng dưới chân núi chạy đến thủ lĩnh điền trang dương gia đã nhận được tin tức phái người đến đón dương nhị lang đáng chết rút lui thủ lĩnh ra lệnh mang người rút lui vào rừng núi khi bóng đêm dâng lên đuốc sáng lốm đống trong rừng núi. Đoàn xe của Dương Gia đi qua chỗ mai phục trước đó. Đèn đuốc dưới chân núi hòa thành một mảnh. Đứng trong rừng cây nhìn ra xa, thủ lĩnh thấy hai chiếc xe ngựa. Hắn hỏi thủ hạ. Đi nghe ngóng, ngoài vợ chồng Dương Nhị Lang, còn ai khác của Dương Gia tham gia thờ cúng không? Khi xe ngựa xuống núi, thám tử mới thở hồn hển báo cáo. Tam nái nái của Dương Gia cũng tới. Thủ lĩnh cười ha ha lần trước không giết được nàng, lần này nàng lại tự đưa tới cửa. Đi. Khi đến Điền Trang, sau bảy tám chục dặm đường xe, Quý Anh Anh cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn rời ra. Vừa xuống xe, nàng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy Dương Tứ Lang đứng bên cạnh Trang Chủ, nhìn mình chăm chăm cười. Nụ cười ấy dưới ánh đuốc trông rất khó chịu, nàng im lặng di chuyển ra phía sau Dương Nhị nãi nãi dương tứ lang gặp qua lễ với dương tĩnh nham sau đó xoay người nói với dương nhị nãi nãi và quý anh anh hai vị tẩu tẩu đi đường vất vả trên trang đã chuẩn bị tốt rồi dương nhị nãi nãi cười nói sao không biết rõ tứ lang cũng muốn đến nếu không thì đã đi cùng một đường tiểu đệ hôm qua cùng bằng hữu đi săn trong núi sau khi đến đây mới nhớ ra ngày mai là ngày thờ cúng tằm hoa nương nương nên ở lại xem náo nhiệt dương tứ lang mang theo người hầu vượt qua đoàn xe của Dương Gia. Hắn mặt không đổi sắc nói dối, liếc mắt thẳng nhìn quý anh anh. Thấy nàng mặc một thân áo màu lam, đai lưng trắng ôm lấy eo thon, hắn chỉ đành phải nắm chặt tay, lập tức tâm trạng dối bời. Quý anh anh đi theo Dương Nhị nãi nãi vào trang, cảm giác áo lót bị ánh mắt của Dương Tứ lang nhìn chằm chằm, trong lòng nàng mơ hồ tức giận. Khi nhận thân, nàng đã thấy nụ cười của Dương Tứ lang giả dối, hôm nay nàng cảm giác dương tứ lang không chỉ đơn thuần ở lại xem thờ cúng nhịn không được nghĩ nhiều nói khẽ với dương nhị nãi nãi vài câu được khi ra cửa dương thạch thị hết lần này đến lần khác dặn dò dương nhị nãi nãi phải chăm sóc quý anh anh nàng liền đồng ý trong trang phòng khách được bố trí cho vợ chồng dương tĩnh nham quý anh anh được sắp xếp ở sân nhỏ đệ tam trọng dương tứ lang đã biết trước sự sắp xếp này không nhịn được vui mừng chỗ này từ nhỏ ta đã đến. Đằng sau sân nhỏ đệ tam trọng là hậu viện, có một cửa nhỏ. Quý anh anh, tối nay người sẽ làm sao đây? chương 195 Đám mây chậm rãi bị gió thổi, dần dần lộ ra một vầng trăng lưỡi liềm ẩn sau đám mây. Trời quang đãng ánh trăng lưỡi liềm sáng lấp lánh, chiếu rọi những ngôi nhà phía dưới sáng rõ. Dương tĩnh đỉnh bước ra từ cánh cửa nhỏ bên ngõ hẻm của hậu viện, dưới ánh trăng, hắn hiện rõ mồn một, hắn đóng cửa lại nâng tay áo lên người ngửi thấy mùi rượu nồng nặc hắn nở một nụ cười nếu chẳng may quý anh anh nổi giận hắn sẽ nói rằng mình uống say trong buổi tiệc và lỡ vào nhầm sân hắn bước nhanh dọc theo con đường nhỏ hẹp giữa các căn phòng giữa sân nhỏ thứ ba và hậu viện có hai cánh cửa tròn nối liền cần được khóa từ bên trong tuy nhiên từ sau viện có một chiếc cầu thang có thể dẫn đến phòng xương trên lầu hai của sân nhỏ thứ ba phòng xương bên cạnh và sân nhỏ thứ ba được nối liền với nhau tại góc từ cửa sổ nhảy sang phòng bên cạnh sau đó đi xuống bậc thang chính là phòng chính của chủ nhân quý anh anh dẫn theo hai nha đầu trong sân trang chủ bố trí hai bà già làm việc nặng lầu hai không có ai ở dương tứ lang dễ dàng đạt được mục đích hắn vừa đến đã lấy cớ quan tâm anh trai và chị dâu mà đến thăm tìm thấy cánh cửa sau bị mình cài bẫy Hắn nhẹ nhàng đẩy ra khe cửa. Hắn nhìn quanh chiếc giường, không thấy ai nằm ngủ, có lẽ do vục vàng lên đường mệt mỏi, quý anh anh thương hai nha đầu để các nàng ngủ ở phòng ngoài. Thật là cơ hội trời cho, Dương Tứ Lang mừng đến không thể giấu được. Dưới ánh trăng lờ mờ, hắn thấy rõ một người nằm trong màn trắng. Cuối cùng, hắn không thể cưỡng lại, nhảy qua cửa sổ vào phòng. Hắn bước nhanh đến trước giường, mở màn và lao thẳng tới. Một tay kéo người trên giường lại, tay kia bịt miệng đối phương, động tác rất gọn gàng. Không đúng, Dương Tứ Lang chạm phải một bộ râu. Một sức mạnh không thuộc về quý anh anh đã ném hắn đi. Trong phòng vang lên tiếng giống giận dữ của Dương Tĩnh Nham. Ai? Ôi trời, Dương Tứ Lang nghiêng đầu giả vờ say. Ai, ai nằm trên giường của ta? Dương Tĩnh Nham túm lấy cổ áo của hắn. Tứ Lang tiếng hét của hắn làm kinh động gã sai vặt ở phòng ngoài đốt đèn rồi mang vào khi thấy trên giường chủ tử có thêm một nam tử gã sai vặt giật mình lang quân hắn vào bằng cách nào đừng đừng làm ồn dương tứ lang nói lý nhí hất tay dương tĩnh nham ra bổ nhào lên giường ngủ ngay lập tức dương tĩnh nham xuống giường mặc áo nhìn dương tứ lang với ánh mắt thâm trầm rồi nói không sao tứ lang uống say rồi lạc vào sân nhỏ hãy để hắn ngủ ở đây dọn cho ta một phòng khác nghe tiếng bước chân ra cửa cửa phòng kêu kết rồi đóng kín dương tứ lang xoay người ngồi dậy đấm mạnh lên chăn đáng giận dương tĩnh nham thật sự tin không tin thì sao hắn đã nhận ra mình chẳng lẽ còn đánh mình vì lỡ vào phòng này đại huynh của hắn đắc tội tiết độ sứ bị trong tộc chỉ trích vị trí gia chủ đang gặp nguy nhị phòng lúc này không ép sát đã là tốt Đại phòng không dám đắc tội nhị phòng. Dương Tứ Lang nghĩ ngợi, yên tâm nằm xuống, lần này không thành, lần sau lại tìm cơ hội. Ra khỏi phòng chính, Dương Tĩnh Nham hạ giọng ra lệnh cho gã sai vặt. Theo dõi chặt chẽ Tứ Lang. Hắn không quen với cầm nghiệp, nhưng là tổng quản trăm gian cửa hàng của Dương gia. Dương Tứ Lang uống say lạc vào phòng, có thể tránh khỏi tầm mắt của gã sai vặt. Rõ ràng là nhảy cửa sổ vào phòng nghĩ đến lời vợ nói về việc quý anh anh gan dạ muốn cùng nàng ngủ một phòng thêm can đảm nên hắn đến đây dương tĩnh nham không thể không hiểu điều này nhị phòng thật quá đáng dương tĩnh nham ngồi trong phòng xương suy nghĩ thông suốt mọi chuyện tức giận đến mức nghiến răng nếu quý anh anh gặp chuyện không may tam lang chắc chắn sẽ về nhà và rút kiếm giết người cơn tức này có thể nuốt trôi sao làm đại phòng là quả hồng mềm dễ bóp Dương tĩnh nham cười lạnh. Con thỏ nhỏ chết tiệt, ngươi nhị đường ca ăn cơm nhiều hơn ngươi mười mấy năm. Một đêm không mộng, sáng hôm sau, quý anh anh hồi phục tinh thần. Trong sân trồng hai cây chuối tây lớn, lá chuối xanh gần một trượng tỏa ra hơi thở trong lành. Nàng hít một hơi thật sâu, thoải mái rụi lưng. Hai chị em dâu đều thay áo dài liền thân, một màu xanh bích, một màu xanh thanh, trang phục bằng lụa thiêu hoa tối màu sau 100 ngày từ lúc Dương Đại Lão ra qua đời, lại đến lễ cúng tằm hoa nương nương, hai người đeo trang sức để chuẩn bị cho lễ cúng. Dương nhị nãi nãi dùng bộ trang sức bích tì, quý anh anh đeo cái châm cài chân châu, cách ăn mặc trắng trong thuần khiết nhưng vẫn giữ sự trang trọng. Dương nhị nãi nãi đã nghe chuyện tối qua, được Dương tĩnh nham dặn dò, nắm tay quý anh anh, nhẹ giọng nói. Đêm nay muội hãy cùng tẩu tử làm bạn. Vậy có nghĩa là tối qua thật sự có chuyện xảy ra? Dương nhị nãi nãi thì thầm vào tai nàng, rồi dặn dò vài câu. Quý anh anh suy nghĩ một chút, gật đầu cười. Thu thập xong, hai người tay trong tay bước ra ngoài. Trên khoảng đất trống trước phòng đã bày xong hương án và đệm cói. Trang chủ dẫn hơn 400 người trong trang đứng thật chỉnh tề. Thêm 200 hộ vệ bao quanh bốn phía, tình cảnh khá trang nghiêm. Khi Dương Tĩnh Nham chủ tế kính hương, quý anh anh lặng lẽ nhìn Dương Tứ Lang đứng phía sau lưng hắn. Dương Tứ Lang cũng đang nhìn nàng, quý anh anh cười nhẹ với hắn. Chẳng lẽ nhị đường huynh thật sự không nghi ngờ, nụ cười này làm Dương Tứ Lang bị mê hoặc, hắn không tập trung, ủ rũ theo sát và hành lễ. Nhìn thấy Dương Nhị nãi nãi và quý anh anh bị mọi người vây quanh đi tới cửa nhà trang chủ để thu hoạch tầm. Cửa phòng mở ra, Dương nhị nãi nãi cùng quý anh anh bước vào. Đây là ba gian phòng thông nhau bố trí thành nơi thu hoạch tầm. Những tổ tầm cao được chất đầy kén, những cái kén trắng hình bầu dục kết đến khắp nơi. Quý anh anh học theo Dương nhị nãi nãi tìm một cái kén trắng mập mạp và khỏe mạnh để tháo xuống. Ra khỏi cửa phòng, Dương nhị nãi nãi giơ tay cầm cái kén cười nói: Năm nay được mùa. Tiếng hoàn hô vang dội cả trang trại các tức phụ và tiểu nương từ cầm rổ đi vào thu hoạch kén tằm Quý gia không sản xuất tơ, quý anh anh trước đây chỉ thấy thành phẩm tơ đã buộc thành búi. Nàng biết rõ kéo tơ là tìm đầu sợi trên kén, rồi kéo thành vỏ kén tơ. Nếu nhuộm cả cây kén rồi kéo tơ, màu sắc có đồng nhất không? Sau khi kéo ra, màu sắc có thay đổi không? Trang chủ tìm người chọn cái sọt kén tốt nhất, cần nhuộm trước khi tằm hóa bướm, nếu không tằm sẽ cắn phá kén làm đứt tơ thời gian không đợi người quý anh anh hận không thể đi ngay đến phường nhuộm nhớ lời dương nhị nãi nãi nàng lại nhìn đợi thêm một ngày nàng cố ý tìm dương tứ lang ở gần đó lớn tiếng phân phó mang vài người ta muốn lên núi chơi lên núi khu vực này mình rõ hơn ai hết có lẽ còn tìm được cơ hội dương tứ lang trong lòng nóng lên vội đứng dậy tam tẩu muốn lên núi chơi tiểu đệ sẽ dẫn đường cho ngươi Tốt, vậy thì phiền tứ đệ. Quý anh anh cười tươi cảm ơn. Sau bữa trưa, Dương Tĩnh Nham gọi một đội hộ vệ hộ tống, dặn dò không thể nán lại ngắm cảnh núi quá lâu, phải đi sớm về sớm. Lại nghiêm túc dặn dò Dương Tứ Lang chăm sóc quý anh anh. Nhị ca yên tâm, ta nhất định sẽ đưa tam tẩu về an toàn. Hắn không muốn giết quý anh anh, chỉ muốn làm cho Dương Tĩnh uyên mang nhục, giải tỏa oán khí kìm nén vài chục năm luận về dung mạo, hắn không kém Dương Tĩnh Nguyên, với loại tiểu nương tử xuất thân tiểu thương như quý anh anh, bị hắn quyến rũ, sao lại không mắc câu. Vào núi, Dương Tứ Lang không quan tâm có con mồi hay không, chỉ lo ở bên quý anh anh. Tỉ mỉ nhắc nhở nàng chú ý dưới chân, ân cần đưa nước. Hộ vệ đầu lĩnh là người của đại phòng, được phân phó, đi theo đường dự định phía trước. Đến nơi, hắn nhìn về phía quý anh anh, lặng lẽ nháy mắt. Không phải là người mê sắc đẹp và muốn quyên rũ tam đường tẩu sao? Hãy xem ngươi dám làm đến đâu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.